Vâng, Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhá. Và bây giờ là trên màn hình quý vị đây là nhà anh Thành Thức nhá. Vâng, ở khu 4 xã Tiên Lương. Vâng, thì trực tiếp tôi đang đi bàn giao cho anh một bộ bàn ghế phòng khách đây. Vâng, thì trên hình ảnh quý vị đây là hai chiếc xe ô tô của chúng tôi nhá. Một bộ bàn ghế của anh phải dùng hai chiếc xe ô tô của chúng tôi thì mới chở hết. Và trực tiếp tôi đang đi bàn giao cho nhà anh Thành Thức ở khu 4 xã Tiên Lương. Đây, hình ảnh quý vị nhìn đây là ngôi nhà của anh. Và anh đang hoàn thiện tới 9% rồi, chưa xong mà còn bên ngoài anh đang sơn dở đây. Bên trong bắt đầu xong, đang dọn dẹp và chúng tôi đang chuyển bộ ghế phòng khách lên cho anh. Thì chúng tôi sẽ quay lại một video này để làm kỷ niệm với nhà anh Thành Thức. Vâng, thì đây cây đào Tết của anh đã chuẩn bị đã mua về đây rồi. Vâng, thì chỉ còn có gần 100 tiếng đồng hồ thôi đã thì chúng ta đón giao thừa của năm 2020. Và hôm nay là ngày 22 nhé. Vâng, xin lỗi, hôm nay là ngày 24. Đúng buổi chiều 5 giờ chiều ngày 24 thì hai chiếc xe của tôi vừa mới cập sân nhà anh đây, đang chuẩn bị để xuống bàn ghế. Vâng, thì hẹn quý vị một lát nữa tôi sẽ quay tiếp chi tiết của bọn ghế nhé. Vâng, thì bây giờ đây đang tạm dừng. Vâng, Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhá. Vâng, thì bây hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12 âm lịch năm 2019 đây. Vâng, thì tôi đang trực tiếp bàn giao cho nhà anh Thành Thức ở khu 4 xã Tiên Lương và một bộ ghế nghe bảo đỉnh nhà cột 14 gồm 10 món, tôi thi công bằng chất liệu gỗ gõ đỏ đây. Vâng, thì trên bộ ghế này được chúng tôi phủ một lớp bóng kính và nên là nó hơi hơi loáng một chút, nên là trên này quý vị xem có được thật. Chị có tin không? Và thì chị có tin không? Nếu mà chị là một người khách, nếu mà người khách cửa như này đều mở. Đây tôi quay chi tiết cho quý vị xem bộ ghế này nhé, chất liệu gỗ gõ đỏ. Người ta sẽ nghe 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 chất liệu gỗ gõ đỏ. Quý vị nào muốn cầu sở hữu bộ ghế này rồi để tôi quay trực tiếp và bên kia là một chiếc đoạn dài. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu bộ ghế như của nhà anh Thành Thức ở khu 4 xã Tiên Lương huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ này thì sẽ xin liên hệ cơ sở Tùng Tám nhé. Cơ sở tôi nằm tại xã Văn Quốc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và trên làm theo đơn đặt hàng theo yêu cầu của quý vị. Rất chi là đẹp và còn được chúng tôi chạm thủ công 100% bằng tay nhá. Và đây quý vị nhìn các đường nét chi tiết rất là có hồn, hoàn toàn chúng tôi chạm thủ công bằng tay. Chiếc đoạn dài là liên tấm hết quý vị. Được chủ nhà vẫn chưa kê xong và vẫn còn đang thống nhất các ý kiến của người trong gia đình và còn đang cân nhắc cách kê. Xin chào đẹp. Vâng ạ, thì xin chào quý vị nhé. Và hẹn quý vị gặp lại clip sau. Vâng.